Rồi, câu câu B nè, tính gì ạ? AH nè, tính AB nè, tính A AC chấm hỏi. Thì thứ nhất là sẽ tính được A AH dựa vào hai cái tam giác đồng dạng của câu A nè, các bạn thấy không ạ? À? Các bạn viết hai cái tam giác đồng dạng này phải đúng thứ tự nha. Nếu không đúng là các bạn sẽ có những cái cạnh tỷ lệ bị sai nha. Đó, ta có tam giác AHB đồng dạng với tam giác CHA, cấu cầu A. Được chưa? Vậy đánh số 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 là AH trên 1, 2 là CH. Tiếp tục, 1, 3 trên 1, 3 bằng AB trên CA hoặc là AC cũng được. Tiếp tục, 2, 3 trên 2, 3 bằng HB trên HA. Đây được gọi là tỷ số đồng dạng. Sau đó các bạn hãy nhìn vào số liệu xem coi cái độ nào có thì mình dùng. Thì mình có CH có nè, AH cần tìm nè, rồi AH cần tìm nè, AHB có nè. Vậy mình dùng hai cái tỷ số này. Được chưa ạ? AH trên HC bằng HB trên HA. Rồi, nhân chéo giúp đỡ. Đây nhân đây bằng đây nhân đây. Vậy là AH đây nhân đây bình nè, bằng HB nhân HC. HB có chưa ạ? À? Đây 4, HC có chưa ạ? À? Chỉnh, vậy mình sẽ có bằng gì ạ? À? Vậy suy ra AH bình bằng bằng 4 nhân 9 bằng 36. 36 suy ra gì ạ? À? Suy ra AH bình bằng 36. Vậy suy ra AH bằng bằng bao nhiêu ạ? À? Bấm căn giúp lại ra 6 cm. Được chưa ạ? À? 6 cm. Rồi, 6 cm các bạn điền vào. Rồi, đoạn này có áp dụng định lý bi Pythagore xét tam giác. Tính đoạn AB nha mọi người, xét tam giác AHB vuông tại tại H. Ta có dùng định lý Pythagore nha. Đó là bình góc vuông đây nè, thì đây là cạnh huyền nè. Vậy là AB bình bằng AH bình cộng HB bình, đây là định lý Pythagore. Vậy thế vào, vậy AB bình sẽ bằng đây 6 bình cộng 4 bình, bấm máy tính giúp lại đi ạ. À. 6 bình cộng 4 bình bằng 50, 52. 52 vậy suy ra AB bấm căn giúp lại, căn 52. Căn 52 bằng 2 căn 10, 13, 2 căn 10, 13. Đơn vị là cm. Tương tự AC cũng vậy, ta xét cái tam giác AHC, tam giác vuông bình phương cạnh huyền bằng tổng hai bình phương bằng tổng bình phương hai cạnh góc góc vuông, rồi các bạn tính được AC, tính được AB, được chưa? Ok mọi người.